Vì cái vấn đề này đầu tiên là ngón chân, rất ngón chân nó giúp mình bám đường ấy, nhưng mà khi mà tất cả cái mũi bàn chân thì nó sẽ bị xô, nên là có thể là mọi người có thể bọc lại, mình mua cái gọi là băng băng cuốn được cho chạy bộ ấy, mình bọc lại thì nó sẽ hạn chế được cái vùng rồi. Còn về cái cổ chân, một phần là do mọi người cái lúc tác thất nó không chuẩn, hoặc là mình đi giày quá là cứng thì nó sẽ hay đau cổ chân, thì cái này mình chỉnh form này hoặc là mình chọn giày. Ok, cảm ơn em. Cái Mai cũng có thể góp ý thêm một chút. Thật ra thì đúng là những cái như Trang vừa nói, nó là những cái ý chính, và cái Mai có thể thêm một số những cái ý phụ thêm chút nữa. Thì đúng là trong quá trình chạy bộ thì một là có thể là cái khối lượng tập luyện nó mà nhiều, chạy trên nền cứng nhiều thì nó có thể là đau những ngón chân, cổ chân. Trước tiên thì chúng ta để khắc phục được cái việc này thì chúng ta cần phải khởi động kỹ, đúng không? Và sau khi chạy thì chúng ta có thể là sẽ phải ngâm đá ngay, ngâm đá ngay đấy. Và cái bàn chân thì rất là nhiều những cái dây thần kinh, rất là nhiều những cái sợi cơ, bởi vậy nên là ở đấy rất phức tạp, nên là chúng ta hãy chăm sóc nó. Đó là chúng ta hãy ngâm đá sau khi chạy, và đặc biệt là buổi tối chúng ta ngâm nước nóng trước khi đi ngủ. Cái này nghĩ là tốt. Và cái giày thì cũng cần cái giày tập, đúng không em? Có đôi khi có những cái giày nó mỏng quá thì nó cũng sẽ dẫn tới đau chân đấy. Và có một loạt những nguyên nhân khác nữa, thì đây là những cái kinh nghiệm mà của Tiến Mai với của nông gia. Đừng quên theo dõi PA Sport để đặt câu hỏi và được giải đáp thắc mắc từ các huấn luyện viên, vận động viên chuyên nghiệp tuyển quốc gia nhé.